Thưa quý vị và bà con, ngay trước mặt nhà là biển và bãi biển thì lúc nào cũng đầy rác. Đây là hậu quả từ thói quen ngại đi vứt rác ở nơi tập kết xa nhà và chọn biển làm nơi vứt rác. Và cứ thế, rác do chính người dân vứt ra biển kết hợp rác từ nơi khác bị sóng đánh vào, khiến làng biển lúc nào cũng bức bối. Phóng sự thực hiện ở hai làng biển tỉnh Phú Yên. Những ngôi nhà hướng mặt ra biển, nhưng người dân lại không thể hít thở không khí trong lành và tắm biển, như nhiều nơi có biển khác, vì bãi biển có quá nhiều rác. Mở cửa ra là nhìn thấy rác. Những đứa trẻ trong làng đã quen với việc chơi trên bờ biển có đầy rác. Và những người già như bà Chợ cũng chứng kiến rác lúc nào cũng trải dài trước nhà mình hàng chục năm nay. Mà rác ở đây một phần do người dân vứt ra biển. Bây giờ ở trước biển hay ba đổ biển chứ đổ đâu. Chứ biết chỗ nào đổ, nào đâu có lấy tới xe nó tới nó chở. Mình để cái nơi cái chỗ người ta nó tới nó chở. Mà bây giờ là không có chở là ở trước biển thì ai cũng đều vứt biển hết á. Trước mặt làng biển này không có con đường nên xe rác không thể đi qua. Còn các điểm tập kết lại nằm xa đằng sau dãy nhà trước biển, nên người dân chọn cách vứt rác ra biển. Mùa này rác trên bãi biển còn ít, nhưng vào mùa gió Nam rác còn nhiều hơn. Bởi một phần do chính người dân vứt ra biển, một phần rác từ nơi khác cũng được sóng đẩy vào. Thỉnh thoảng các hội đoàn thể đến tổ chức dọn sạch bờ biển, nhưng sau đó rác vẫn trải dài như thế này. Bây giờ thì cái giải pháp thì cũng mong cho cấp trên cũng đầu tư, tiếp tục đầu tư cái đoạn Mỹ Văn Bắc còn lại và Mỹ Văn Nam còn lại giáp với An Phú, để mà hợp đồng với phòng kinh tế hạ tầng để tiếp tục thu gom rác thải ra cho bà con khỏi vứt rác ra ngoài biển và bảo vệ môi trường. Khi có kè biển sẽ giải quyết cùng lúc hai vấn đề. Kè biển bảo vệ làng biển mỗi mưa bão, và có kè thì xe sẽ đến tận nơi để thu gom rác. Và trong khi chờ được đầu tư kè biển, thì chính người dân ở đây cũng cần nỗ lực đưa rác thải vào bên trong làng để xe rác thu gom, thay vì vứt rác ra biển như thế này. Bởi hơn ai hết, chính người dân sẽ là những người gánh chịu ô nhiễm môi trường khi biển đầy rác như thế này.